Hôm nay sau khi anh chị của chú quay trở lại kênh Viết Phú, nay em sẽ quay lại quán để mua vài cái đồ và mua một cái loa bầu vi tính cho khách. Em thì mua theo yêu cầu khách thôi. Chứ nhiều anh cũng bảo là tư vấn loa này loa kia cho nhu cầu ấy, nhưng mà em cũng nói thật là đây là hàng khách và em không không phải là dân sành quá sành về loa đài. Em có sở thích nhưng mà sành thì không sành. Em thường thường mua theo order theo nhu cầu là chính, còn một số cái dòng trung cấp và hạ cấp thấp thấp thì em chơi thì em có biết, nhưng mà các loại cao cấp thì em không sành đấy. Nên là nhiều anh nhiều dân chơi loa có nhu cầu cao thì em cũng có thể em cũng không không đủ khả năng để mà tư vấn chi tiết. Thì quý vị có thể tham khảo thêm ở các cái kênh ở Việt Nam cũng như trang mạng khác rồi em sẽ order cho. Rồi, nhưng không phải order theo order được. Còn tư vấn thì cũng tùy theo cái khả năng của mình. Trước mắt là có cái đồng hồ này khá đẹp. Quả lắc này, quả Disney. Năm đoạn nhạc Melody. Giá là 5.500 mà 1.1 triệu cho cước. Cước thì nó tầm 500.000 cả ship cả cước vận chuyển Việt Nam. Đây thì có hai bộ labo Companion vi tính Companion 5 giá 25.300, 108W thì rơi vào tầm khoảng tầm 5.2 triệu, 5.1 triệu, 5.2 triệu ở bên này, chưa chưa bao gồm cước ship và cước vận chuyển ở Việt Nam. Thì giá đấu giá hoặc là giá mua hộ bây giờ là tính là 200 nha quý vị nhé, nghĩa là một đồng yên Nhật sẽ đổi 200 đồng Việt Nam, có thời điểm nó lên tận 220 đồng Việt Nam. Như thời điểm này thì nó giá ma nó thấp kỷ lục nhất trong vòng 6 năm, thấp và thấp trên danh nghĩa là chính thống. Tuy nhiên thì để mà mua được hàng thì vẫn phải đổi man cho người ta, mua man của người ta với giá như kiểu gọi là giá chợ đen, nó cao hơn thì bắt buộc mua hàng thì phải mua man, đổi man mà với giá thì sẽ là cao hơn. Nên là nhiều anh có hỏi giá man bây giờ thấp rồi nhưng sau hàng nó không nhận được mấy, thì thực ra là nguyên nhân nó như thế, thấp nhưng mà người ta giá thấp thì người ta sẽ không bán, mình không có man mà mua, không có mua thì không mua hàng được ở Việt Nam. Đây là cái quy luật. Thế thì giá vẫn tính 200 thôi vị. Còn đây em sẽ mua bộ Bow Commander 3 series 2. Cái này không có hộp nhưng mà mọi thứ đều đẹp, 90%. Dòng này thì giờ là mất in China hết rồi. Không sẽ không ghi ở trên này. Dưới thì sao cái này là nguồn là 100V và 50-60Hz. Rồi rất đẹp, em quay vòng vậy coi khá là ngọc trinh, phương trinh luôn. Rất đẹp. Bộ 96W 2.1 speaker. Nó có trên bảo hành 3 tháng. Loa trong nó đẹp, trong túi bóng hết đầy đủ dây và phím volume các thứ nha quý vị nhá. Đấy đẹp đấy. À, cho nên có một vài vết xước tăm cái này lâu nên nó sẽ đi, không vấn đề gì cả. Đây em sẽ mua bộ này cho khách. Có nhiều cái khác, như dàn 5.1, nhiều anh có hỏi dàn 5.1. Loa 5.1, loa là Yamaha 30W 6 ohm, xúc phút là 50W. Giá là 4.400, 95.000, chưa cước rồi ta. Thế này thì có đợt này các cái loa trầm, loa vi tính này thì người ta cũng mua đi khá nhiều rồi, không còn mấy. Chứ còn em bầu sao tút 130 này nằm đây lâu vì nó đắt, hay nhưng mà nó đắt. Giá nó là 14 triệu hơn bên này rồi, sản xuất 2015. Đấy. Còn đường nông xúc 60W, xuất lực tối đa 2010, đường nông DHTS 311. Còn này có cái nút cập ứng hay sao, có màn hình LED LCD ở trên này, màn hình hiển thị LCD ở trên này. Đấy, các loa audio com, các loa sau 3 Panasonic, Sony, Bose, Yamaha, Anker, nhiều. Đấy, máy chiếu, đầu đĩa, TV,
Nói chung là đồ thì cái này là tay tay chơi game tự ngày xưa một thời đấy, rất là nhiều đồ à, không 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 đồ chơi trẻ con rồi đồ cũ bên này là đồ các đồ chơi trẻ con đàn đúng rất là rẻ. Cái này thì có gì đấy, có các cái đồ kim khí à, thuốc vít, mũi khoan doa, bắn vít, thước. Đấy. Có lên một lít hàng mới, hàng này hàng bán theo dạng hàng cũ nhưng mà chưa qua sử dụng. Kéo cắt cành Đài Loan, sản xuất tại Đài Loan hay là Trung Quốc gì đó, theo chuẩn Nhật Bản. Đấy, thì bên này thì các loại đồ gia dụng khác như là máy hút bụi, máy linh tinh, thước đo, máy cắt, máy khoan, bầu, Ryobi, thứ hút bụi, ô tô, rồi cầm tay, các thứ rất nhiều, robot hút bụi. Nhiều anh hỏi có con nào tầm 3 triệu Việt Nam không? Không có, mà như Japan nữa thì càng không có. Vì cái những con như vậy nó đẹp như vậy thì nó bán ở đây đã 3 triệu rưỡi rồi. Đấy, quá, còn gần là chưa sử dụng. Đấy, hoặc là sử dụng rất là ít. Đấy thì nó rất là đắt. Quá nó rất là đắt, còn cái mà hàng bãi thì nó rẻ hơn có. Nhưng mà về cái độ đẹp và là cái độ mới thì nó là không bằng quá. Đấy là chuyện đương nhiên. Còn bên này thì máy khoan cắt thì cũng có lạc loài vào đây, vào đây. Bên kia thì laptop hỏng này, cây máy tính này. Đấy thì nó loa đài dàn ô tô này, đầu ô tô, dây audio AV thứ này, loa súp, loa hỏng rồi mấy loa ô tô hỏng này. Bên này cũng không không thua lắm, đồng nát thôi. Thì bên này thì mấy đồ âm ly hỏng, đầu đĩa hỏng, loa hỏng có nhiều, mà mua lại linh kiện thì được, mua lại cả đồ thì cũng hơi phí. Có cái đầu Victor này chỉ có cái đầu thôi, cái này là có những cái dòng Victor này là đắt, chỉ có đầu thôi nha quý vị nha, không có remote nha. Mà còn âm thanh còn gọi là gì đây, nó không không xuất âm thanh bình thường mà còn giá là một man mốt, nghĩa là khoảng tầm 2,2 triệu. Đấy, đắt thật. Mà súp này thì đang quay rồi. Nó xấu, nhiều anh cũng hỏi nhưng mà nó xấu, gửi về thì nó cước nó nặng 10 cân chưa hộp này. Và nó xấu, về nó không được ưng lắm nên em cũng không muốn nhận. Vậy cái Victor vậy? Cái dàn mini Victor khác nhưng mà cái loa thôi, nhưng mà cái dàn cũ này không ăn thua. Đó, nhiều đồ hỏng, mâm nhựa than rồi mic rồi loa đài rồi đàn đúng. Đấy thì em quay quý vị coi tham khảo một số đồ lặt vặt, em sẽ ra lấy cái loa bầu mini Onkyo ở Victor là đẹp, khá đẹp, khá đắt, 1,1 triệu chưa cước. Em sẽ lấy một con gặp và bầu component máy tính và sẽ kiếm cái loa súp Yamaha này bán đồ hỏng về dùng. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video sau ấy.